Saturday. 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 Lúc nhảy qua thì mình nghe the Saturday. 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 June. 29. 29. Đúng không? Đây là 9 con. Nhưng mà khi mà thứ 9 đó, thì mình không có chữ Y. Dạ. Chữ Y. Không có chữ Y nữa. Bây giờ nó là Nhưng mà ở nhà là Duy mở lên sự xem thì Duy có thấy rất là hay. Rồi bây giờ, đó bây giờ Duy scan cái bar code đi, scan. Rồi bây giờ mình sử dụng một cái điện thoại không? Điện thoại là Duy nào lớn nhất? Mình chưa có như nhau rồi. Yeah. Thì tới tôi có cái speaker đó, cái đó sẽ mang đi thì Duy sẽ nghe được cả lớp. Rồi cái cường có thể mở ra được không? Cái cường đó nhỏ, cái nhỏ thôi. Vậy thì để cái nào của Duy vào. Oh, để ta lấy cái speaker, lấy cái loa nhỏ này. Cái nhỏ sao nhỉ? Cái loa nhỏ kết nối vô đây nó là lớn. Có được không? Dạ có. Ah, ok, good. Yeah. Đúng rồi. Cái đó. Tôi định tôi mang cái đó đi đó. Dạ. Tôi định mang cái đó đi, mình có thể nghe nhạc được đấy. Dạ. Nghe rõ rồi. Rồi, chú chờ một chút xíu. Attention, please. This is an announcement. What's that, Ben? That's just an announcement, Mom. The announcer is giving trade information. I repeat, the next train to New York will leave. I repeat, the next train to New York has from
track two. Oh no, you didn't hear the information about New York. Was that back there too? Conversation B. Excuse me, I need some train information. How can I help you? I'm taking my mother to New York City today. How often do trains go to New York? Trains leave for New York every 30 minutes. When does the next train leave for New York? The 705 train just left. The next train leaves at 7:35 from track 3. Thanks. Do you have tickets? You can get them at the ticket booth over there. No, we don't have tickets. Thank you very much. Conversation C. I got up. Unit 5. Around town. Page 59. Exercises 2A and 2B. Track 35. Okay. You need to come. You get sound. You're listening. You get sound. 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 Unit 5. Around town, page 59, exercises 2A and 2B. Stop. Track 3. Đó rồi, you nghe được gì nè? Unit 5, around okay. town. Okay, good. Rồi, you nghe, chúng ta còn lặp lại nè. Unit 5, around town. Around town. Rồi, cái gì? Exercise. 2A and B. Okay. Conversation A. Có nghĩa là gì? Conversation A. Đó, xem như nghe nhỏ rồi. Rồi mời Dương lên đây là Dương. Hay lên đi ngồi em. Mời lên đó. Dạ, lên trong đây đi. Lên ngang gặp đây. Anh để cái này vào đây cho anh. Duy chỉ có ngôi nhà Duy cứ nghe ngoài lỗi. Thì cái quan trọng phần lớn tất cả các Duy bên dù học ở bên Việt Nam rồi đó. Nhiều người đã học ở Việt Nam học rất nhiều nhưng qua đây nghe không được. Qua đây mình nghe không được. Chính xác đó là học bây giờ có nghe được phân đóng là mình lớn là mình học bên kia là cái từ nói nó khác bây giờ con bị cái có một cái không phải là cái cách chỉ nhớ là có ba cái điểm này ha. Nói về speaking gì why Yeah, I love you.
rộn ràng quá. Tiếng miền Bắc á, thì nó đớt âm đầu. Thế hay duy đọc là chữ rời
kịp trời đó, kịp giờ đó, đúng không? Rồi cái chữ L đó, chữ L đó thì chữ đọc là N, và chữ N thì chữ đọc là L, đớt đang đọc, nghe không? Thì người ở miền Trung đó thì đớt ở giữa, đớt ở giữa, và khi người miền Nam đó, là đớt ở cuối. Cho ví dụ này, cho ví dụ đây, thấy ví dụ chúng ta đọc là chữ trời, đúng không? Chúng bắt đọc là sao nào? Trời. Rồi. Còn bây giờ nếu mà Trung đọc cái chữ là đọc chữ gì nè? Ví dụ như là chữ đạp đi. Chữ đạp đi. Chữ xe đạp đi. Xe đạp thì người miền Trung chưa biết miền Trung. Họ đâu có nói được xe đạp đâu. Xe đạp. Miền Trung nói xe đạp thì bạn nói là xe đổ. Cái xe đổ. Là nhân quán thôi. Chuyện gì để cho chị đạp thì họ cũng được, đúng không? Rồi còn người miền Nam đó thì đớp cái âm cuối, chúng ta đến dưới chúng ta đã chữ viết rồi, chữ viết thì chúng ta nói là một màu xanh biếc, đúng không? Rồi nếu tôi không biết cái phát âm giống nhau, tôi không biết, đáng biết lấy âm T. Cũng có nhiều cái âm đầu luôn, biết cuối gì cũng chắc âm đầu. Là chữ T. Xem tại người miền Nam là sai nhiều nhất. Thì chữ rồi là thành chữ rồi luôn. Cái đó khác. Cái đó là khác. Cái trường hợp mà chúng ta nói là bắt con cá gô bỏ gỗ kêu gỗ gô, thì cái đó cái là gọi là phương ngữ, là cái tiếng Việt riêng địa phương nó khác. Còn mình đây mình phát âm mình nói là chung về tiếng Việt mình đó. Cái hay như về người miền Bắc người ta đọc cái này sọ sọ, ta đọc sẽ là biết, đúng không? Còn miền Nam đọc là biết. Còn xe đạp. Xe đạp thì người miền Nam và miền Bắc người đọc là xe đạp bình thường, nhưng mà miền Trung ở khúc giữa đó người Quảng người ta sẽ đọc cái xe đồ. Và tôi thấy mình vừa thấy là bị cái lớn ở giữa này, thấy chưa? Rồi cái âm đầu là của miền Bắc, như thế miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngồi vậy. Nó về khoa học, về ngôn ngữ đó thì có thể giải thích được việc đó, nhưng mà bây giờ mình nói riêng về cái mình nói về cái hình thể đi. Ví dụ miền Bắc á, không phải là tất cả mọi người, nhưng mà phần lớn là most thì là gì? Cái miệng bị ô, đúng không? Tại sao? Để như vậy. Rồi đến miền Trung, vô từ đi vô miền Trung như thế, miền Trung cái miệng không ô. Hay vô để ý cái việc người miền nào mà miền Trung mà cái không là bị ảnh hưởng. Nghĩa là gia đình là người Trung, người miền Trung là không có bị ô. Cứ để cái người miền Trung không bị ô, mũi thì cao, ha. Nhưng vô đến miền Nam, chú để là người miền Nam thì sao? Cái miệng đó hơi mốn. Như bánh te là hô thì gọi bánh te đó, bánh te đa phần là hô, tôi nói bằng đạo, bây giờ đặc biệt cái bánh te gì đó thầy, dạ 10 người nữ hết rồi, hơn phân nửa hô rồi, vậy à? Dạ, nhưng mà gốc người bánh tre hay là người miền Trung hay là người miền Sơn người ta bắt là bánh tre vô nhiều lắm, dạ bánh tre không có thưa thầy. Bến Tre sau 75 là sau đây này hơi chính trị là dứt khoát không cho người Bắc vào làm việc, cho nên không có lộn xộn. Sau này mới có lộn xộn thôi. Khi mà giải phóng mặt trận miền Nam là dứt khoát không cho miền Bắc vào làm việc Bến Tre. Rồi, thank you. Yeah. Nhưng mà dư để coi đúng là như vậy đó. Người Hồ rồi miền Trung á hai gò má cao, còn miền Nam thì mớm. Dạ, về dư là dư biết hai gò má cao phải không? Dư nè, có cái gì miền Nam cao vậy, gò má gì mà cao? Có mắm này, có mắm.
cô má gì là kêu cao, cô má cao là Lữ Quyền, đúng rồi, đúng rồi, sáng phu á, bà sáng phu á. Nó ưu tiên trong miền Nam chỉ có Bến Tre là không có người ngoài Hà Nội vô làm việc. Cho tới khi mà trò bên đây vẫn còn giữ cái thể chế đó mà bây giờ có hội viên kêu là ưu tiên đặc biệt cái theo đó thôi thầy. Là không có người bắt vào làm việc tại từ làm cán bộ tại Bến Tre. Rồi thứ hai là người Bến Tre là nữ con gái Bến Tre gái xứ Dừa thì hết 70% là hô. Dạ. Thế nên ta mới gọi là đạo chân sứ. Thí dụ cứ vợ hoa, cứ vợ đâu đó, cứ vợ đâu thì đâu vậy, cứ đem bằng não về khỏi cần mua bằng não. Mà không biết sao phong thổ sao vậy hay cái gì hết, rõ ràng chứ không ai học có trò, không có chế nhiễu hay làm cái gì trên cái này, đó là sự tàn của ta là cũng treo mà. Do một gia đình nó sanh ra nhiều, gia đình nó giống như một bộ rạc ở chỗ đó thì tầng tầng sanh ra nhiều. Okay. Nếu nói về phong thổ thì bên đây nó giống như một cái cồn đảo xung quanh là nước không. Yeah. Thấy vừa chưa chú này ông đang vừa. Rồi, thôi thì nhắc chi để như biết là về cái sáu bệnh nhân Mỹ, trong tiếng Mỹ nó có sáu bệnh nhân vậy. Nhắc gì chúng ta đây mà. Bây giờ đi đọc đây. Còn một sờ cái tay đó, là ok. Một sờ này, như thấy nó có gì không? Không có gì hết. Thì ta gọi cái này nó là thằng Vua Khanh. Vua Khanh tức là âm câm, mình nói cho nó biết. Nó nôn là âm câm. Thì thấy là chia ra làm, chúng ta đọc là đúng không? Sờ cái chỗ cái la lên của mình này, thanh bạch này nó có. Không bao giờ, nhưng mà khi mà you sờ ở đây, tôi đọc cái từ cái chỗ này, tôi đọc là y chang cái vị trí gì đấy, nhưng mà cái phát âm của mình thì như thế nào? You sờ đi thì tự nhiên thấy có gì, nó có cái nó gọi là hữu thanh, nó rung lên, vibration, nó bị rung lên. Đây, cái âm này đã kết hợp vào giống chữ si, còn cái chữ này đọc là si, cái si này, si, ai si, đúng không? Nhưng mà giờ cái này mình đọc là si, bây giờ mình đọc là see, nó chia ra sáu cái hít sơ sao đó, sáu cái âm gió đó, thì ba nó là cầm. Cầm, đúng rồi, chứ nó dùng từ âm cầm, cũng muốn dùng từ âm cầm. Đó. Đó. Thế mình đọc là đúng không? Cũng ngay cái vị trí đó, cái cách đó, mình phải đọc qua là ví dụ mình đọc là cái tivi của mình rồi, television là cái âm này, television. Ok, còn âm này, ta sẽ đọc lại. Nó cũng không có, nó là không, nó có dùng sờ thôi. Nhưng mà cái này mình sẽ đọc là sờ. Tập.
đến khi mình gặp một cái từ hành động rồi. Ví dụ mình lấy ví dụ này, mình đọc từ này. Thì bây giờ cái từ này nè, mình thấy không? Người ta sẽ phiên âm cái này, phiên âm này. Church. Sao đó. Một cặp cái gì? Ba cặp, một cặp thì nó một cái âm công và một âm bạc, một cái là vô thanh, một cái vô thanh, cái gì thôi. À, nhưng mà không quan trọng, khi du đọc lên chữ đường có đường cái chú ý, cứ đọc rồi là tự nhiên, một lúc tự nhiên à, mình sẽ đọc. Rồi cái thứ hai đó là action. Rồi chữ đọc action. Action là cái giọng à, giọng miền Trung khác, giọng ở Mỹ là nó cũng giống như Việt Nam như vậy đó. À, về địa lý đó, thì ở nhiều dòng ở Texas đọc nó khác à, ngồi một cái chữ, một cái chữ sharp à, cái chữ này là công việc đó, như đó có thể nói là mũi, ngay cả trong Texas mình à, các cộng đồng thì đọc khác nhau à, ví dụ người Việt mình chúng ta hay đọc là chó, chó, cái chó à, good job à, nhưng mà sẽ không đọc là chó, chó nó ra từ này là chó. Chắc là chặt, yeah. Là chatting board, cái thớt, đây chắc là chặt chặt. À. Nhưng mà nếu mình đọc qua, mình đọc này dưới đọc là thường thường dưới đọc là sao nói để mình có khái niệm ha. Yeah. Rồi. Cái thứ ba nữa đó. Cái thứ ba nhưng mà như đừng có à, trong worry about your action, đừng có quá lo lắng về cái giọng của mình. Người Mỹ có nghe được hết. Chứ không như là người Mỹ à, phải sáng đó, một người Mỹ mà an American he speak the Vietnamese we can understand. Mình nghĩ mà họ nói cái gì như thế nào đi nữa mình cũng thể hiểu được à, điều con cái là mình yêu cầu họ lặp đi lặp lại một hai lần gì đó mình không có thể hiểu được. Cho nên chứ đừng có nghĩ rằng hắn phát âm không đúng là người Mỹ không hiểu, cái đó không có đúng nha. Người Mỹ rất nghe, rất thích cái giọng của các dư, you know why, và họ còn nói là cái giọng của các dư đó nó có mang cái tính cách rất là mysterious. Mysterious. Thích gì? Cho nên thấy như có thấy nhiều người Mỹ ta lập gia đình với người Việt Nam, mấy cô gái Việt Nam, mấy cô gái châu Á đó. Phải khác họ, không phải màu trắng, mà phải màu đen hay cái gì đó, rồi không phải mũi cao gì đó, nó khác đi. Giống thì mới thương thôi, chỉ có giống thì mới giống nhau thì thương nhau thôi, nhưng mà khác nhau là mỗi yêu nhau, tôi đồng ý không? Xem mình mang cho đồng ý không? Chúng nó đồng ý không? Giống nhau là chỉ có thương thôi, mà khi nào khác thì mới yêu nhau, đúng đồng ý chưa? Suy nghĩ chưa chắc lắm. Dạ tôi học bây giờ nè. Về Nam Định này. She was smart.
Không, tại vì bây giờ nó suy nghĩ là giờ đồng tiếng nhiều lắm này. Ok, rồi. Một cái điểm thứ ba nữa là điểm thứ sao? Là vì you think that so America speak correctly. Bởi vì you nghĩ là người Mỹ họ nói nhanh. Thực ra actually you know, nó không có nhanh lắm đâu. Cũng có một số người nói rất nhanh giống như Việt mình đó. Cái hãng bây giờ cái tốc độ mà tôi đang nói ở đây bây giờ đó thì nó là rất chậm. I try to have to speak slowly and I try to use a very simple word. Các bạn nghe được không? Không nghe là gì? Tôi nói chậm và tôi cố gắng dùng những từ rất đơn giản. I try to speak slowly and I try to use simple words. Những từ rất đơn giản. Có gì thế không? Rồi, ok. Như vậy thì mình cố một chút xíu mình nghe đi. Mà khi nghe như để đến này nè, cái tâm lý có như là du muốn nghe từng từ và du hiểu, thì cái điều đó không bao giờ nên mình nghe đó là mình không có thể nào mà you cannot catch, you see, every word. Không thể nào mình nghe mình bắt hết tất cả các từ đó, nhưng mà du nghe đi cho nó quen đi, tập cái một cái habit, mình nghe cả một cái câu, mình cứ nghe đi không sao, trong đó mình chỉ còn nghe một cái từ nào người ta nói rõ thôi. Mình nói không? How about the weather today? Nghe được cái gì? Today. Not today, không? À, nhưng mà mình nói đúng rồi, đó. Thế tôi nghe, bây giờ tôi đó, how about the weather today? Cho nên mình chỉ còn nghe cái weather là mình hiểu không? Đừng có nghe hết các từ. Cũng giống như bây giờ, you see, I'm speaking to them, so I'm getting this now. And you don't need to catch each word. Khi mà chúng ta đang nói tiếng Việt mà dư lưu có cần là dư phải nghe bắt từng từ một lắm. Mình nghe đâu có tự nhiên mình hiểu. Đó, tập nó quen như vậy đi. Right. Thì cái chuyện nhanh hay là chậm gì mình nghe nó quen. Okay. Chứ đừng có để ý từng từ nha. Remember, you see. So, not to, you see. Do not try to catch the every word. Đừng có bao giờ để ý mình muốn bắt từng từ. Đừng bao giờ. Try to listen to the whole sentence. And you know, you get just, you know, the main idea, the idea. Mà mình nhớ cái ý thôi, mình hiểu ý thôi. Rồi, bây giờ đến cái điểm thứ tư mà đó là linking sound. Linking sound. Linking sound là người Mỹ ta nói một cách, khi người ta nói đó, naturally, nó cách tự nhiên đó, thì bao giờ người ta cũng nói đó. Tập đó bao giờ tập đó, ví dụ như mình nói là what you think người ta không có bao giờ đọc rõ là what you mà ta là what you, thì ta có nghĩa là chữ you với chữ you, chữ điều là chữ think think. Rồi bây giờ chữ doubt thì cái âm này này ta bao giờ tập nó think ta về. What you think about me? You nghe đâu có? Nếu mà you nghe, tôi nói một cách bình thường nó tự nhiên. What you think about me? Tôi có đọc rõ từ từ là what do you think about me? Người ta đọc nối âm lại là do you đọc chiếu, rồi cái think about là đọc think about. Yeah. Thậm chí, you and I, như thế nào? Chứ nếu mà phát âm từ một thì chúng nó là you and I. Nhưng mà khi mà nói chứ hình đại mình nghe không được, ủa tại sao chết? You die. You die. Thì đó là cái đó. Right. Bây giờ khi nói rồi thì đã là một cái mình không quen rồi. Là thế bây giờ một cái điểm nữa đó là họ lướt âm, like, lướt âm. Bình thường mình học, mình đọc là mình tập nó quen rồi, chứ không phải là đây là tôi hệ thống lại. Đây là hệ thống lại, tôi hệ thống gì đó. Like. Thì nhiều như họ đọc là chữ like, breath, read. Thì thấy không? Thì chúng ta nếu chúng đọc là like, breath, read. Like, breath, read. Library. Đúng không? Library. Khi âm nè.
Life, breath, bring. À, thấy gì không? Thấy phiên âm là khí âm là thấy gì không? Là life, breath. Nhưng mà khi á, người ta đọc, người ta không có nói là library của mình. Người ta đọc là library. Library. Người nghe thấy nó khác không? Nó đơn giản hơn không? Nhưng mà nếu mình không quen, mình không có tập đó, không có tập mình không có quen á, không có practice, mình không có để ý đó, thì mình nghe rất khó. Library. Nếu có quen đọc là library là cái thư viện đó, nó là library. I go to the library every Sunday. Thì vô phải nghe thì mình nghe rất cảm không có quen gì. Vì đó là rất là một cái nữa là gì? Đó là stretch and intonation. Tiếng Mỹ nó là ngôn ngữ của ngữ điệu. English and American is a language of intonation. Tức là tiếng Mỹ là ngôn ngữ của ngữ điệu. Nghĩa là nó có ngữ điệu, nó đọc lên đọc xuống. Đúng không? Còn cái ngôn ngữ của Việt Nam của mình đó, cái tiếng mẹ đẻ của mình là Vietnamese, thì là đó là một cái language of tone, ngôn ngữ của thanh âm. Mà hai cái khác. Mỹ là language, English đó, Mỹ đó là English language of intonation. À, chúng ta lấy ví dụ chúng ta nói là vì mình nói là I go to school from Wednesday and so Saturday afternoon. Đó mình nói. Như vậy mình nói là I go to school. Mà nếu mình đọc bình thường mình nói I go to school On Wednesday. Wednesday. And Saturday. Afternoon. I go to school on Wednesday. Saturday afternoon. Thì trong cái câu đó cái từ nào mà mình cho rằng quan trọng thì mình nhấn cái từ đó. À, trong câu mình nhấn cái từ nào mình cho rằng quan trọng. Wednesday. Okay, so we say Saturday. Và như vậy đó, thì ta gọi đó là intonation. Cái khác cái intonation và cái stress ở chỗ nào? Cái stress là nói đến một từ word. Nói đến một từ. Còn intonation đó, tức là mình nói đến một cái câu nói. À, mình viết một câu đó, ta gọi là sentence. Nhưng một cái câu mình nói đó, thì ta gọi là utterance. Chứ utterance là gì? Utterance là một câu nói. Còn sentence là gì? Là một câu viết. Một tên khác ở chỗ đó. Như vậy thì utterance là câu nói. Như vậy thì khi mà Duy nhấn mạnh cái từ nào ở trong cái câu đó, mà chưa cho là cái từ đó là quan trọng, thì đó là intonation, ngữ điệu. Mà khi nào mà một cái từ mình đọc nè, ví dụ như chữ library, thì mình phải đọc mà giống giống của mình, nó phải rơi vào âm đồng này. Library. Thì chú nhấn nó sẽ rơi vào âm thanh umbrella. Còn như đọc đấy, như đọc umbrella, không ai hiểu hết. Hay là như đọc umbrella, không ai hiểu. Thì đó là cái stress. Alright. Thì như thế, cái đó là gọi là stress. Thế chứ? Từ lúc người ta học cái này lâu lắm đó. Cả một học kỳ nó như. Nó cũng như. Chỉ có mấy phút mà vô giỏi như thế này, quá giỏi rồi. Rồi không, thế là đó là lý do tại sao mà mình khi mà người ta nói mà mình nghe mình cảm thấy là you say seem very difficult. Mình có là do cái chỗ này. Bây giờ mình đã hiểu vậy, mình biết vậy đó, thì dương ráng đi. Thì chỉ có một cái điều thế này. Và hai cái mà mình có thể làm được, trước nhất đó là
chỗ nào có âm gió đó, thì mình thổi vô đâu vô đó, còn chỗ nào có thì thôi. Và nhớ là cái nhất, cái thứ hai là mình cố gắng mình làm được đó, là làm sao là mình đọc cái dấu nhấn đó, mình đọc cái từ đó, mình đọc mình có cái đọc nhấn cái âm tiết nào cho nó chia sẻ vậy thôi. Vì mình cứ tập gì trước từ từ mọi chuyện nó sẽ rồi cái gì mình nghe thì nó sẽ là hết nghe rồi tiếp theo như attention please, this is an announcement. What's that, Ben? That's just an announcement, Mom. The announcer is giving train information. We should listen. Train to Boston leaves every hour. The next train to Boston will leave at 7:20 from track 1. I repeat, the next train to Boston will leave at 7:20 from track 1. That was about... Bây giờ trước bây giờ quay nè bây giờ này ha bây giờ trước nhất là mình trước khi mà mình practice mình thực hành đó là mình coi cái requirement là yêu cầu của cái bài yêu cầu mình làm cái gì. Bây giờ trước nhất này nha, bây giờ ở đây nha, A tôi để là A nha, là practice A and B đúng không, thực hành hai cái bài cái bài tập là A và B. Thế giờ B nè, what is Bing talking about? Tức là Bình nói về cái gì, đang nói về cái gì? The right letter of the conversation. Thế bây giờ mình đã viết cái chữ, một cái chữ ở trên cái bức hình, bây giờ bức hình number one á, rồi, nó là cái chữ gì? Bức hình number 2 nó là gì? Bức hình number 3 là gì? Thì trước nhất là you. Ok now, so look at the picture and you know, you can guess. You nhìn cái bức hình và you lái vào nào. Ok, rồi. Banana. Cái gì lái hả? Banana. Cái lớp cửa lòng. Duck. No. Là đi, you. D U C K D U C K. Duck. Sao là không được? Nào. Ok. D U C K. Duck. Nó cảm thấy cái kiểu cảm ớ, giống như cái ớ của mình á. Duck. 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 D U C K. Duck. Tiếng Việt có nghĩa là gì? Sẽ đặt mua.
được lời chuẩn bị. Rồi đi, đó, đó. Cái trái mà trái là gì đó, trái cái chè là đó. Cái chè là biết không? Biết trái chè là nhưng mà không biết. Date. Date, nó giống như là cái ngày á, ngày trong tháng. Date. D A T E. Date. Date. Cái chè là đây 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 Eleven. Ông voi. How do you spell elephant? E. Bây giờ muốn biết mặt lên miếng thì dạ, dạ, mỗi người miếng như vậy đó là sẽ nhớ luôn, là khỏi hẳn. Em ạ.
nó bận cái đó mình nói như nè. Rồi ai hỗ trợ cho Miss Ngoạc? Bên trên ư, and, ư, tập viên thì sao? Nếu cả hai âm đó.
cũng giống như cái âm B này, nó giữa âm I, between I and E. À, nếu mà đọc E thì không được, mình đọc là D, à, đúng không? Mà giúp mình đọc âm Li thì nó qua là rời khỏi rồi đi. Lê, lê, ở đây. Và repetition, sự lặp đi lặp lại, có thế thôi, chứ không cần phải remember. Okay. So, by practice, by repetition, not by memory. Mình học là bằng cách là mình thực hành, bằng cách là lặp đi lặp lại, không có còn trí nhớ gì hết trơn, cứ vậy hết. Nào, bây giờ duy đạt sẽ duy nhớ được. Sao mình lặp lại? Leave. 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 Love. Love. Okay. Okay, good. Giờ chúng nghe lại qua tiếp theo đi Dương, để mình nghe coi thử là mình bây giờ mình đọc trước. Nãy mình tập thì mình đọc trước này. The conversation B. Và bây giờ cô đọc trước rồi nào. Train to New York leave every hour. Okay. The next train to New York will leave at 7:35. Okay. When and his mom needed to buy tickets. Okay. But then his mother needs to buy tickets. Yeah, right. Rồi giờ mình học trước đi rồi mình sẽ học cái sau cái này. Rồi chúng ta cùng đọc lại nè. Train to New York. Okay. Every hour. The next train. To New York. Will leave at. At 7:35. Nếu mà mình nói giờ thì mình nói giờ trước, nói phút sau. À, mình nói là 7:35. Nhưng mà nếu mình nói muốn nói phút trước giờ là mình phải dùng hai cái này. Ví dụ mình nói là 7:35 không? Bây giờ mình nói phút trước nè. 35. Bây giờ quá này là quá hay là chưa? Quá rồi phải không? Thì mình nói là past 7. Rồi chúng ta đọc 7. Đó là mình nói phút trước. Rồi mình phải có cái giới từ mình nói lên giờ. Còn nếu mình nói cách cho nó nhanh đơn giản, mình nói giờ trước, nói phút sau, thì mình nói là 7:35. Nhớ cũng như viết, nhưng mà viết là cái Mỹ đó, theo cái quy ước, cái convention, American convention, thì họ viết tháng trước. À, rồi ngày sau, rồi tới năm, mình để ý cái đó, nha. Đừng coi đừng có nhầm đó nha, đôi khi mình tính nhầm đó. Và con số đó, khi mà dùng viết cái check đó, để ý đó nha, là cái dấu chấm đó, đó, tức là sao rất sẽ. Còn mà nếu là cái dấu phẩy đó, cái comma đó, đó là tiếp tục sau đó còn cái gì đấy, thì chúng ta biết rồi. Thì đó là bao nhiêu nè? Cái này trước phải không? Rồi. Thì cái này chúng phải đọc là 1 million. Nhưng mà nếu chúng ta tới đây đó, điểm chấm nè. Ok. Thì đó là bao nhiêu? Nhớ đừng có biết lộn nha. Bao nhiêu là cái dấu chấm nha. Nhưng mà khổ nỗi là bên tiếng Việt ở bên cái Vietnamese convention của mình, cái ước của tiếng Việt mình để mình lại biết là bụng như vậy, thấy không? Chấm thôi chứ không có phớt. Rồi như nào?
You để cái đó đừng có nhầm nha you. Cái quán tính mình rồi kìa. Nó quan lắm rồi, cái checking quan. Nó có viết chữ, Đó là lý do là đó là cái đó là cái gì đúng không? Cái security đó là cái safety, cái sự an toàn. Bao giờ ở nhà băng để như là cái số và như biết là words, như biết. Ok. Vậy đó, không sao hết. Rồi bây giờ mình tiếp theo nè, ba như là được không? Bây giờ có cái câu thứ ba nè. Then his mother need to buy ticket. Ticket. Mình cứ đọc, đừng có đọc là ticket. Rồi bây giờ you nghe. Thì trước nhất là tôi muốn là you lặp lại nè. Để you lặp lại. Ba câu đó coi. Chứ không mình đọc được thì train to New York. Hướng lên đọc lớn. Ben and his mother need to buy tickets. Very good. Right, similar like you. Train leave to New York every hour. Okay. And the next train to New York will leave at 7:25. Ben and his mother need to buy tickets. Need to buy tickets. Good, John. How are you? Okay, rồi như vậy thì you nghe nè, thiền sư nè, nghe nhà sư mà các ông rất là tốt nè. Dạ, nãy giờ thì chạy dưới thì nó không. Lặp lại thôi, nghe nè. Rồi, okay, train to New York. To New York. Leave every hour. Leave every hour. Ever. Okay, the next train. The next train. To New York. To New York. Will leave. We'll leave it at 7:35. Okay. Bing. Bing. And his mother. And his mother. Need to buy chickens. Need to buy chickens. Okay, we'll have that idea. Cái giỏi chưa chú thấy không? Cái công nhận cái phát âm nó tốt, rất là tốt. Rồi. A train to New York. Leave it every hour. Okay. The next train to New York will leave at 7:35. Okay, Bing
And his mother need to buy chicken. You know, tôi xin hỏi you, xin phép hỏi you. You có nghĩ là tôi học thuộc trước không? Chắc chắn là không. Tại sao tôi bật được? Because you are a teacher. Các bạn biết tôi lớn tuổi, trí không qua thông minh mà các nhiều sáng nữa. Tại sao tôi bật được? Chứ mà thầy nói tiếng Anh rầm rồi, em nói tiếng Việt, ví dụ thầy nói câu tiếng Việt em nhớ liền. Chỉ thấy là thầy mà. Đó cái cách bật là tôi sẽ nhắc cái gì mà khi mình nghe. We are a student. Bây giờ cái quan trọng nhất là gì? Cái điểm là cái tâm lý nè, mình tập nó quen đi, vậy nó muốn mau rõ nè. Mình nghe đừng có cái tâm lý là mình không hiểu gì đấy không? Đó là cái nhất. Cái thứ hai đó là Dương Lý nè, tức là khi mà Dương muốn lặp lại một cái câu đó thì Dương Lý là Dương chỉ cần nhớ cái verb, cái động từ đó thôi. Vậy tôi không biết, nhưng câu thứ nhất tôi nhớ là cái live, cái gì live? Check it, you will, you must, you need to ask, leave it, leave you thế nào, in the hour. Rồi từ thứ hai, tôi nhớ là leave it, nhưng nó khác, không khác, như vậy thì gì? Next leave it, to Boston, you need to leave it, will leave it, tôi nhớ được từ là will leave it, will leave it, at 7:30. Rồi, động từ thứ ba, tôi chỉ còn nhớ là từ need, còn, thì đó là đến. And his mother need to buy chicken. Nhiều nhớ chi mà tóc cắt từ trong một câu nhiều quá. Mình nhớ mỗi một câu mình nhớ một từ một thôi. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái giờ dục. Nhiều nghe đi, chúng nghe thì con sẽ được không? Những đề về nghe lại. Học xong rồi nghe về. Đó, rồi, nghe học nó nghe cũng dễ. That's just an announcement, Mom. The announcer is giving train information. We should listen. Trains to Boston leave every hour. The next train to Boston will leave at 7:20 from track 1. I repeat. Rồi, you the đây. Next train. Cái từ mà Dương vừa nghe đó là gì? Được thì hiểu Dương lắm phải không? Nhưng mà cái từ đây. Từ gì? I repeat. Tôi xin lặp lại. I repeat. Như thế nào? Mình đâu có nghe hiểu gì đâu. Nhưng mình nghe I repeat. Tôi xin lặp lại. Nếu mà cái người mà ta đọc cái này thông báo đó. Announcement. Cái thông báo. Ok, rồi. Bắt đầu giờ mình nghe tiếp nè. Boston will leave at 7:20 from track 1. That was about trains to Boston. We need information about trains to New York. Wait, here's another announcement. Trains to New York City leave every... The next train to New York will leave at... I repeat, the next train to New York will leave at... From track 2. Oh no, we didn't hear the information about New York. What about the information about New York? Conversation B. There's an information desk over there. You can ask about trains from Philadelphia to New York. Oh, good. Excuse me, I need some train information. How can I help you? I'm taking my mother to New York City today. How often do trains go to New York? Trains leave for New York every 30 minutes. When does the next train leave for New York? The 7:05 train just left. The next train leaves at 7:35 from track 3. Thanks. Do you have tickets? You can get them at the ticket booth over there. No, we don't have tickets. Thank you very much. Okay, là Dương nghe được không? Cũng nghe được, cũng nghe dài quá rồi nhớ. Được nghe hết rồi. Thôi bây giờ chúng ta ở nhà thì mình cố gắng mình cứ nghe vậy hoài thì nó sẽ mau rõ. Bây giờ đây là cái phần mà phải giảng cũng như mới nghe được. Năm rồi.
Thì chúng ta có ba cái động từ như vậy nha. Mình để trước cái động từ đi. Mình có là gì? Đi. Mình đọc được động từ đi phải không? Rồi còn gì nữa nè? Đi. 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 Ok. Động từ. Want. Like. Nhớ được từ live này nha. Mình học là cái cấu trúc đó là to live somewhere. Somewhere là gì? Một nơi nào đó. To live somewhere for. Đó, mình cái cấu trúc quan trọng là mình học cái cấu trúc nha, chứ không cần phải for somewhere. Yeah. Rồi, bây giờ mình đặt câu riêng nè. Tôi rời Việt Nam đi Mỹ năm năm ngoái. Tôi rời Việt Nam đi Mỹ năm 2023. I leave Vietnam and go to American come American. Vietnam có cấu trúc, mình học theo cấu trúc chứ đừng có nói theo tiếng Việt thì mình sẽ trở thành có tiến bộ. Bây giờ tôi Việt Nam này, bây giờ mình trước khi như nói một câu, như hình dung ra. Cái hình chung ra cái mục cảnh. Chứ rời Việt Nam vào năm nào? 2023. Mình nói đi. Như vậy cái chuyện rời đó đi, nó đã xảy ra chưa? Rồi thì bắt buộc mình phải dùng động từ quá. Có gì không? Mình đừng còn biết là phải cái thì á. Mình cứ mình hình dung là mình đi hồi nào nhỉ? Đi 2023 năm ngoái. Thì sao bây giờ mình nói thì đương nhiên là nó là quá khứ. Như vậy động từ chưa đi và mình sẽ nói là gì? Ai? Đó. Bây giờ rất là dễ. I left Vietnam for America. Rồi. Năm nào? In 2023. Nó rất dễ. Chứ đừng nói gì theo cái kiểu gì là tôi rời năm tôi đi nó có go gì trong đó không có. Nào, đây là mình học cái cấu trúc. So I advise you now to learn and practice a structure. Mình học cái câu trúc. Rồi mình nói, I left Vietnam for America in 2023. Hoặc là mình còn nói là sao? I left Vietnam so in, hoặc là mình nói, so last year. Hoặc là mình nói sao? One year ago. Đó, mình ago hay là mình điểm last hay là mình dừng. Đó, đó là quá khứ. Rồi, you lặp lại. I left Vietnam for American 10 years ago. Nhưng mình nói đi. Nhưng mình bây giờ nói theo thực tế. Rồi, xin mời you. I left Vietnam. Last year. Rồi xin mời you. Không nghĩ thì nói cho lòng tập cái số. I left Vietnam for America in 2023. Very good. I left Vietnam for America in 1913. Okay, 1913. Okay. Rồi xin mời you. I left Vietnam. For America in
24 Jan. Rồi, thấy không? Có nghĩa là 10 years ago. Tập nói. Bây giờ là thậm chí người ta nói giỏi rồi ta bỏ Việt Nam đi. I left for America. I left for America. I left for America. 10 years ago. 10 years ago. Người ta hiểu là tôi đến Mỹ, tôi sớm rồi. I left for Vietnam. Tôi đã rời đất nước, tôi đến Mỹ 10 năm trước đây. Như có chữ Vietnam cũng được, không có Vietnam người ta không hiểu rồi. Tôi nói I left Vietnam. Nhớ cái tập cái cấu trúc như vậy, chứ đừng có nói cái gì theo cái cách tiếng Việt của mình đi. Nhớ nhớ nhé. Rồi bây giờ qua đến từ chữ need này. Need thì bao giờ need đó cộng với to cộng với verb đó, viết cái cấu trúc vào need. Rồi ta câu liền này. Cường nói nè, tôi còn mua vài thứ cho vợ tôi. I need you to someone from the world. Someone là muốn nghe ai từ ngoài đó chứ. Something from my wife. Okay. Cái trong tâm thức nó rơi ra là không có chối cãi được cái em. Rồi, I need you buy something from my wife. Đơn giản. Đơn giản tập đó. I need to buy. I need to buy. Bây giờ là I need to buy. Rồi thứ ba cái gì? Something là cái gì đó. Bây giờ mình nói rõ là I need to buy. Tôi muốn mua cho vợ tôi một cái gì? Như đó. Buy clothes. À, I need to buy some clothes for my wife. Đó, thấy không? Tôi cần mua vài thứ, vài quần áo cho vợ tôi. Là nhớ là need to convert. Rồi mời. Chúng nói thực tế đi. Tôi cần cái gì? Cảm ơn. I need to buy. Bây giờ bỏ từ buy đi. Tôi cứ buy hoài. I need to learn English. I need to learn English for my citizenship. Wonderful. Thấy chưa? Giỏi chưa? I need to learn English for my citizenship. What? Tại sao mình nói câu thực tế, mình nói những cái ý như thực tế thì tự nhiên mình gặp tình huống là mình nói được nè. Rồi xin mời Duyên nói thực tế. Được. I need to buy so my husband. What is that? Shoes. Right. I need to buy. I need to buy shoes for my husband. My shoes for my husband. Right. But same for you. I need to buy some food. I need to buy some food. Okay. I need to buy some food for the weekend. Để vào cuối tuần. I need to buy some food for July 4. Đúng không? Rồi, anh đi vậy. Rồi, okay. Rồi cái vô nào còn chưa đặt câu ní đâu. Rồi, ní rồi, cầm. Bây giờ want. Đó. Đóng từ ní, từ want, chứ giống nhau, câu trúc giống nhau hết. Rồi, like, to, còn một verb. Ok, rồi như thế nào. Nhưng mà nó khác nhau nha. Mỹ là họ ta phân biệt này. Du học tiếng Mỹ, nó giỏi tiếng mẹ đẻ nè. I need là tôi cần. I want là tôi muốn. I like là tôi thích. Đôi khi tôi cần là tôi không muốn. Đôi khi tôi muốn tôi không cần. Thế mà tôi không thích. À, tôi đã không thích. Không hiểu là thế. Tôi đang suy nghĩ. Tôi cần mà tôi không muốn. Em nhớ có một cái ông nói có những chuyện cần phải quên nhưng cứ vẫn phải nhớ. Đúng rồi. Có những chuyện cần phải nhớ nhưng cứ phải quên. Ok. Dũng nhớ về Dũng. Tôi cho ví dụ thực tế là Dũng có một cái cô đến xin việc rất là xinh đẹp, không giống, Dũng không giống. Thì Dũng nói là I want you to work for me, right?
thì là muốn nhưng mà mình không còn. I want. Bây giờ nè, làm bây giờ muốn cái gì nè? I want. Bây giờ sao? I want. I want to quên to study. Want to study. I want to forget. Vậy đó cái câu mà dễ nói đó. I want to forget. I want to forget it. Tôi muốn quên nó. I want to forget it. Nhưng mà sao? Câu gì không nói tiếp theo? Nhưng mà... Tôi còn phải nhớ. Yeah. Nói gì đấy? Phải nhớ. Đúng rồi, đó. But I need to remember. Yeah. Có thấy không? Dung đặt con cho tôi thấy như là I want to forget it. Rồi, Dung nói I want to forget it. I want to forget it. That. But I need to remember it. Tôi muốn quên nó đi, nhưng tôi cần phải nhớ. Câu này không khỏi hiểu nha. Những lâu 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 Want, like, right. I need you. I need you. I need you. I want you. I want you. I like you. I like you. I love you. I love you.